Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Câu nói này cho chúng ta thấy sức khỏe quan trọng như thế nào đối với con người. Chính vì vậy, những sản phẩm chăm sóc, bổ trợ, tăng cường sức khỏe hiện nay được rất nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn. Đây cũng là lý do sản phẩm Cao An Xoa Uyên Thuận của Hợp tác xã Uyên Thuận đã trở thành một thương hiệu dược phẩm nổi tiếng tại Sơn La. May mắn được sinh ra trong một gia đình có nghề truyền thống làm thuốc nam, chị Hà Thị Thuận đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm làm thuốc từ mẹ. Nhưng ban đầu chị lại theo học ngành sư phạm. Chỉ sau khoảng thời gian dài khi chị Thuận không may mắn bị mắc bệnh gan và chị đã tìm ra được bài thuốc từ cây dược liệu để tự chữa bệnh cho mình. Từ đó, chị Thuận mong muốn mang kinh nghiệm bản thân cũng như gìn giữ truyền thống gia đình để phát triển cây dược liệu, đặc biệt là cây an xoa trở thành bài thuốc quý, hỗ trợ điều trị bệnh lý về gan. Tháng 8 năm 2017, cơ sở sản xuất hóa dược liệu Uyên Thuận chính thức được thành lập với mục tiêu chính là sản xuất Cao An Xoa Uyên Thuận. Để mở rộng phát triển sản xuất, ngày 1 tháng 7 năm 2019, mô hình được chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang hợp tác xã Uyên Thuận, liên kết với người dân để có thể đảm bảo nguồn nguyên liệu. Tính đến nay, chị Hà Thị Thuận đã phát triển được vùng dược liệu ở xã Huy Bắc, Bắc Phong, Phú Yên và liên kết phát triển vùng nguyên liệu ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ với tổng diện tích trên 30 ha. Sản phẩm Cao An Xoa Uyên Thuận được sản xuất từ nguyên liệu chính là cây an xoa kết hợp cùng với cà gài leo và nấm linh xanh. Các dược liệu này được thu hoạch tươi, sau đó mang về sơ chế và phơi khô. Những nguyên liệu khô không đạt sẽ bị hủy bỏ, nguyên liệu đạt sẽ được nấu và cô đặc thành cao. Sau khi cô đặc, cao được để nguội và chia ra, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng hộp và trải qua một khâu kiểm nghiệm khắt khe rồi đưa vào bảo quản. Khu bảo quản luôn được vệ sinh sạch sẽ, sản phẩm được sắp xếp trên kệ với tiêu chuẩn cách nền 20cm, cách tường 30cm và cách trần 50cm. Trong quá trình bảo quản luôn phải theo dõi nhiệt độ và độ ẩm để điều chỉnh sao cho phù hợp. Nhờ việc đầu tư công nghệ máy móc hiện đại, chú trọng bảo vệ môi trường nên quy trình sản xuất của hợp tác xã Uyên Thuận hầu như không thải ra nguồn chất thải nguy hại nào, ngay cả nguồn bã dược liệu sau khi chế biến cũng đều được tận dụng làm phân hữu cơ. Hợp tác xã Uyên Thuận là một trong những đơn vị tiên phong trong sản xuất dược liệu sạch trên địa bàn tỉnh Sơn La, sử dụng nguồn nguyên liệu được trồng theo hướng Việt Gáp, được nấu cô đặc bằng máy móc hiện đại. Quy trình sản xuất an toàn và tiên tiến mang lại chất lượng sản phẩm Cao An Xoa Uyên Thuận có chất lượng vượt trội hơn so với các sản phẩm cùng loại. Cao An Xoa Uyên Thuận là một sản phẩm có nhiều công dụng trong hỗ trợ phòng và điều trị các bệnh về gan như hỗ trợ điều trị ung thư gan, xơ gan cổ trướng, viêm gan B. Chính vì những ưu điểm ấy, sản phẩm Cao An Xoa của Hợp tác xã Uyên Thuận đã được công nhận là thương hiệu chăm sóc sức khỏe cộng đồng vào tháng 12 năm 2018. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thương hiệu Cao An Xoa, hộ kinh doanh Hà Thị Thuận. Thưa quý vị, với thương hiệu Cao An Xoa, trong thời gian qua, hộ kinh doanh Hà Thị Thuận đã khẳng định được uy tín và được người tiêu dùng tin cậy, đóng góp tích cực trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với phương châm tận tâm vì sức khỏe người tiêu dùng, trong thời gian tới, thương hiệu Cao An Xoa sẽ mở rộng thị trường trong và ngoài nước, khẳng định thương hiệu Việt hội nhập thành công. Cao An Xoa Uyên Thuận là kết quả của quá trình kiên trì, bền bỉ theo đuổi đam mê và dày công nghiên cứu của chị Hà Thị Thuận. Đây là một sản phẩm được sản xuất theo hướng bền vững vì cộng đồng của Hợp tác xã Uyên Thuận. Đồng thời, việc sản xuất Cao An Xoa của Hợp tác xã Uyên Thuận cũng góp phần vào việc gìn giữ và phát triển những cây thuốc quý của tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, Hợp tác xã Uyên Thuận cũng chính là một trong những doanh nghiệp chủ lực có tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ tại địa phương. Được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh vào ngày 19 tháng 12 năm 2019, sản phẩm Cao An Xoa cũng đã nhận được sự tin tưởng và phản hồi tốt của nhiều khách hàng.